Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Giót đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay thì cũng vẫn như hôm qua và cũng vẫn như là những hôm trước đó thôi. Thì vẫn là những trận đấu solo squad. Hôm nay thì có người. Hai người anh em ơi, hình như là các bạn chưa có súng. Ba lô này. À, anh chàng kia chạy đâu? Yếu này. Rồi xong, mất tầm luôn rồi. Bỏ. Mình sẽ tìm cô nàng bên dưới này trước. Không biết đâu rồi. Bắt nạt mấy thanh niên chưa có súng là sướng nhất anh em ạ. Đâu ấy nhở? Bạn gì ơi, bạn không lút đồ à? Trong nhà gỗ không có này. Anh đi cấp treo rồi. Thôi, vậy là mất hút rồi anh em ơi. Tóm lại là mình vẫn chẳng được qua một cái kill nào. Buồn thúi ruột anh em ạ. Bắn người này một tí, rồi lùa người kia một tí, rồi cuối cùng là mất hút cả hai người, chẳng thấy ai. Thế mới thấy cái việc tham lam bắt cá hai tay thì nó như thế nào. Nát, nát bét. Được thôi, không sao. Anh em cũng lưu ý là đừng tham như mình nhá. Mình cũng rút ra kinh nghiệm rồi. Tốt nhất là theo ai thì theo một người thôi. Tham quá đâm dại chẳng được gì. À, đây này. Từ từ nha anh em ơi. Mình thấy rồi. Bạn ấy đang chạy rất là hăng say. Gần như là không biết mình ở phía sau. Tăng giáp kìa. Ôi, trâu thế. Này thì chạy này. Công nhận là bạn này trâu thật anh em ạ. Dám ăn cái tăng giáp của mình. Sướng ghê. Vừa lúc mình lại có cái huyện thợ săn. Đâm ra là mình lại có luôn mũ giáp. Đừng lên luôn là giáp trắng. Anh em thấy thơm không? Nó lại thơm quá ai chứ lị. Ê, ai, ai. Đau nha. Đúng nè. Ok, bé thứ hai đã gục. Ui, phía sau còn có người nữa kìa. Gạt anh chàng này trước rồi tính tiếp. Đó. Đâu rồi? Bé phía sau đâu rồi? Trong cái ngọn hải đăng phải không ta? Thôi, cứ từ mà chơi thôi. Có công ở đây không? À, thấy rồi nhá, gốc cây phải không? Chạy kìa. Đi đâu? Đó. Cục nha, mình xin. Xong ba bé này. Nó lại ngon ngay anh em ơi. Ui, toàn đồ tím không kìa. Bây giờ mà có một cây súng tầm gần nữa là ngon. Mình đang cầm hai cây súng trường liền. Bông keo kìa. Từ từ nha em ơi. Bông keo đỏ nha em ạ. Có tiếng khô chảo luôn. À, đi đâu ấy bé ơi. Mình xin nhá. Lia. Giờ mới lia được một team. Bên kia chắc là kiểu gì cũng có người ra xem. Hôm nay thì mình đang sử dụng nhân vật nữ. Và cái bộ nhân phục mà mình đang sử dụng đó có tên là Lan Quế Phường. Anh em có thấy đẹp không? Trời ơi. Cái bộ này có thể nói là một trong những bộ nhân phục tuyệt phẩm trong phối file của chúng ta. Đáng yêu nè. Duyên dáng nè. Xinh gái nè. Lại còn... À mà thôi. Giả sử nhá. Giả sử anh em mà gặp một người mà đi ngoài đường mà mặc một cái trang phục nó y hệt như vậy, rồi da trắng y hệt như vậy, rồi xinh gái y hệt như vậy, thì anh em sẽ làm gì? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Còn nếu mà mình mà gặp một người như này ở ngoài đường thì đương nhiên rồi, lấy điện thoại ra chụp ảnh một cái, xong rồi cứ thế ngồi ngắm, khi nào người ta đi khuất tầm thì thôi, đúng không? Chứ anh em nghĩ mình định làm gì? Mấy ông cấm nghĩ xấu nha. Tôi là tôi biết mấy ông đang nghĩ gì đấy. Ok, én thôi. Ui, có người anh em ơi. Ai da, ai da. Đàn ông gì ở phũ thế? Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Này thì bắn mình này. Chắc là ăn mình được ngay. Thấy mình mặc đồ xinh thế này mà không nhẹ tay tí nào à? Phũ thế không biết. Nào, ở đây còn ai không? Còn ông nào thì ra hỏi thăm tôi nốt đi. Để tôi còn đi. Mà công nhận là mấy cái trang phục nữ trong Free Fire ấy, anh em có để ý là nó rất là nhỏ và nó gọn không? À, có người. Yếu này. Chạy nhanh đi bạn ơi. Mình còn chưa có MP anh em ạ. Bắn cái cây sò gan này sợ toang lắm anh em ơi. Nhưng thôi, liều thì mới ăn nhiều. Nấp đi. Chạy ngoài à? Ui, cũng là xuống, cũng là xuống. Này thì bướng nè. Làm mình hú hồn. Kiếm chỗ bơm máu đã. Tự dưng nhiều khi mình thấy
chơi nhân vật nữ cũng lợi phết đấy anh em ạ. Anh em biết sao không? Thứ nhất là nhỏ này, dễ nấp này. Rồi thứ hai là trong những pha giao tranh ấy, vì là nhỏ mà nên là dễ né hơn, dễ chạy hơn, rồi dễ núp hơn. Đấy, nói chung là nhiều cái lợi lắm. Đặc biệt là còn cho mấy cái ông mà kiểu như là có cái sở thích ngắm gái ấy. Đấy, mang nhân vật nữ vào đây thì mặc đồ sexy vào ngắm thì thôi rồi lượm ơi. Có khi là game bắn súng nhưng mà không bắn súng đâu, vào chỉ mặc đồ ngắm rồi thoát game thôi. Mình thề với anh em là kiểu gì cũng có những cái ông như vậy cho xem. Bo thua các thằng trai ơi, chạy bo đi. Gục một nè. Đi đâu? Tính ra là một người chắc à? À, có đồng đội. Ui, bông keo. Thì chết rồi. Cố gắng bắn bông keo được gạt nào. May quá, vẫn chết kìa. Hai bé ở bông keo. Mình có nên phá con monster chắc trước không ta? Nhưng mà mình thì mình không còn nhiều đạn lắm đâu. Sợ phá không kịp. Cứ từ từ xem mà các bạn tính hành động như nào. Tại vì đằng nào mình cũng đang chiếm lợi thế mà, sợ gì. Đi đâu đấy bạn ơi? Chạy như thế thì chỉ có bay đầu mà thôi. Bom keo nhiều đấy. Bom keo nhiều thì mình thua thôi. Mình làm gì được? Mình sẽ chờ anh em ạ. Chờ các bạn chạy lên đây. Chạy từ bên dưới đến lên đây thì ở trên này vuốt thì auto vào đầu rồi. Không phải là mình đâu mà anh em nào cũng làm như thế thôi. Đấy, bò xa tít mít kìa. Mình sẽ lui về phía sau một tí nhá. Ba bạn ấy biết vị trí của mình rồi. Các bạn ấy mà móc là mình toang đấy. Thân phận nữ nhi yếu đuối thế này mà bị móc thì còn cái gì nữa đâu. Đấy, em thấy không? Vừa nói xong là các bạn đã móc lên rồi kìa. Quá đáng sợ. Làm gì? Mình lên đây rồi. Ba người luôn. Chạy đúng theo kiểu hành quân. À, nhanh đấy bạn ơi. Yếu nè. Ôi, gạt thế. Mấy ông thần này kiếm đâu ra mà lắm bông keo vậy ta? Ném nãy giờ bao nhiêu trái rồi, vẫn còn. Một bạn ở gốc cây, hai bạn ở hai cái bông keo. Các bạn ở đấy mà chơi một mình đi, mình vào bo đây. Ngu gì? Trong mọi trường hợp ấy, nếu mà anh em mà bị lộ vị trí rồi ấy, thì tốt nhất là anh em một là di chuyển đi chỗ khác, hai là rút lui nhá. Đừng có cố đứng cam làm gì, toang đấy. Đấy, mình vừa nói xong kìa, có người móc tới kìa. Nhanh lắm anh em ạ. Thoáng cái là các bạn anh móc tới nơi rồi. Rồi, vào bo trước cho an toàn vậy. Còn có 12 người, trừ mình ra là còn 11 người. Mà cái góc ở bên đấy nó phải 5-6 người. Mấy team cơ, phải một team. Lom tom kìa. Yếu nè. Gục 1 này. Gục 2 này. Nhưng mà mình không làm cách nào mình gạt được anh em ạ. Khó nhờ. Bo đang thu vào rồi kìa. Hy vọng là các bạn sẽ chết bo. Mình thấy một cái bom keo đặt ra rồi. Chẳng biết là có được hay không. Tiếc thế không biết. Chạy bo các bạn ơi. Bo thua rồi kìa. Bo này đau lắm. Đúng rồi. Gục này. Giờ thì các bạn có cứu thì các bạn vẫn chết mà thôi. Bo này đau lắm bạn ơi. Chạy bo đi, đúng rồi. Nhiều bom keo thế. Ok, lia. Ba người mà mình chỉ được có 2 kill. Chắc là một bạn bị chết bo hoặc là bị team ở đây bắn. Tại vì như ban nãy mình đã nói ấy, chỗ đấy đâu có phải là có một team ấy đâu. Mấy team bắn nhau mà. Còn có 7 người thôi anh em ạ. Mình thì cũng được xương xương 9 kill rồi. Bây giờ thì chỉ cần cố gắng lấy cho anh em cái top 1 nữa là đẹp. Đỉnh đồi chiếm ở đây thì quá ngon rồi. Không chê vào đâu được rồi. Tiếng gì ấy nhở? À, tiếng khinh khí cầu. Nhiều khi bo cuối đang căng thẳng thế này mà tự dưng có cái tiếng gì nó lạ thường cái là rớt tim đến nơi ấy chứ. Đâu phải đùa đâu. Có anh em nào mà chơi càng tới bo cuối tay càng run không? Mình thì anh em trông như thế này thôi. Chứ thực ra tay mình đang run lắm rồi. Đây rồi, thấy rồi nhá. Yếu nè. Ok, một bé đã xong. Nhiều khi mình thua không phải là do mình bắn gà đâu, nhưng mà do mình tay bị run, đâm ra là bắn nó không được chuẩn anh em ạ.
còn 6 người. Mình không xuống dưới đâu. Ngu gì xuống dưới. Ở trên cao này là lợi nhất rồi. Các bạn ấy đang ở đâu được nhỉ? Nếu như mà còn một team lành ấy, là kiểu gì thì kiểu các bạn ấy cũng đi săn rồi. Mình nghi là mấy team lẻ với nhau đây mà. Mà lẻ thì càng tốt anh em ạ. À đây rồi. Yếu này. Ui. Ui thế mà không gục kìa. Châu thế. Hình như hai người. Bên thính cũng có người kìa. Càng thế. May mà cái pha vừa rồi mình không bị bắn lén. Ok. Mình ổn rồi. Công nhau đi mấy bạn ơi. Mình cover cho. Mình làm tốt lắm. Yếu hai này. Gục một này. Các bạn cứ bắn nhau đi, mình cover. Gục hai này. Mà sao mình cover nhiệt tình thế mà không có bạn nào chết vậy nhở? Đừng nói là một team nhá. Còn 6 người cơ mà. Ôi xong anh em ơi. Các bạn đã cứu nhau hết rồi. Ui thế mà không gục. Sắp hết đạn nơi rồi. Còn thì bắn nhau ghê thế. Vẫn còn bắn nhau. Đây để mình sang mình hỏi thăm cho. Mình cover cho. Cứu hai này bạn ơi. Gục một này. Ui hình như là một team anh em ơi. Gục hai. Nào. Yeah gục ba. Người cuối cùng. Ui 17 máu. Từ từ. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Bơm máu đã bơm máu đã. Ui. Sao cái pha đó bạn lại bắn được mình nhỉ? Rõ ràng là mình nấp kịp vào cái tường băng này mà ta. Công nhận là tiếc. Quá tiếc anh em ạ. Gục ba rồi. Chẳng qua là vừa rồi tay mình run thôi nhá. Không là tốt rồi đấy. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và để lại ý kiến của anh em về video ở bên dưới nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.